Thưa quý vị, từ khi Đà Nẵng áp dụng quyết định số 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố với tinh thần ai ở đâu thì ở đó, trong vòng một tuần từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8, trên địa bàn thành phố, những ngày này, không chỉ vào ban ngày mà cả ban đêm, đường phố đều vắng lặng, nhà nào cũng cửa đóng then cài. Điều này cho thấy, người dân Đà Nẵng đã chấp hành nghiêm chủ trương của thành phố, đồng lòng sát cánh cùng thành phố đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19. 7 giờ tối ngày 17 tháng 8, trên các tuyến đường trung tâm và các khu dân cư đều vắng bóng người. Ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Lý Thái Tổ thì không thấy bóng dáng một chiếc xe nào, không có người dân nào đi ra khỏi nhà, và nhà nhà đều kín cửa, không gian thực sự rất tĩnh lặng. Những ngày này, không chỉ có lực lượng tuần tra ngoài đường, mà còn có lực lượng tổ COVID-19 cộng đồng tại các khu dân cư thường xuyên đi kiểm tra, giám sát, kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch cho người dân khu vực. Chúng tôi là chia ra chốt vòng ngoài cổng là 2 đồng chí, còn tôi là tổ trưởng đi giám sát các cái khu dân cư đi liên tục để nhắc nhở bà con thực hiện giãn cách. Người dân tổ chúng tôi thực hiện rất là tốt và chấp hành nghiêm chức. Đến nay, trải qua nhiều đợt dịch và nhận biết được tình hình dịch bệnh hiện nay, nên mỗi người dân đều ý thức bản thân là mỗi chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, tuân thủ thực hiện cách ly nhà với nhà, tạo cho bản thân và gia đình nhiều nếp sống mới, bổ ích trong những ngày ở nhà chống dịch. Mình cũng như người dân và gia đình, ai ở đâu thì ở yên đó. Tất cả mọi hoạt động thì đều ở trong nhà hết, không ra khỏi nhà. Thì mình chỉ xem phim rồi quay quần cùng với ông bà, cha mẹ và con cháu ở trong nhà. Thì cũng tăng thêm tình yêu thương trong gia đình thôi ạ. Chứ cũng không có gì bức bí ấy. Hôm qua ngày 17 tháng 8, thành phố đã ghi nhận 120 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca cộng đồng, cho thấy số ca cộng đồng ở ngoài thành phố vẫn còn nhiều. Vì vậy, những ngày sau, người dân cần phải giữ vững tinh thần như thế này, tiếp tục thực hiện nghiêm ai ở đâu thì ở đó, đồng thời tự giác khai báo khi có liên quan đến ca nhiễm, để 7 ngày vàng của thành phố thực sự hữu dụng, có thể tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng, góp phần đưa thành phố sớm trở về trạng thái bình thường như trước đây.